Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị một đề tài mà dường như nhiều khi chúng ta né tránh đề tài này. Đề tài đó nói về sự kiêng ăn và cầu nguyện. Người ta nói rằng khi một người phạm tội vẫn có thể cầu nguyện được, khi một người phạm tội vẫn có thể đọc kinh thánh được, khi một người phạm tội vẫn thăm viếng truyền giảng được, nhưng một kẻ phạm tội rất khó kiêng ăn cầu nguyện. Bởi vì khi kiêng ăn, bạn cầu nguyện là bạn đang đối diện với con người xác thịt của mình. Thật ra nếu có tội thì xác thịt nó có được một thế lực ủng hộ nó, rất khó kiêng ăn cầu nguyện. Thật ra ngày hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu về đề tài kiêng ăn và cầu nguyện. Xin cùng tôi giờ Matthew đoạn 6. Khi nào thì chúng ta kiêng ăn cầu nguyện? Chúng ta nhìn thấy trong Cựu Ước, Chúa nói với dân sự của Ngài ít nhất một năm một lần. Nếu như không có điều gì đặc biệt thì vào ngày lễ đặc biệt họ kiêng ăn một lần trong một năm, hết thảy dân sự Do Thái. Trong một vài trăm năm đầu tiên của Hội Thánh, cứ vào ngày thứ sáu, ngày thứ tư hàng tuần, người ta tổ chức kiêng ăn cầu nguyện. John Wesley là một người mang sự phục hưng tới với nước Anh. Người ta nói rằng sự phục hưng mà John Wesley cùng anh em của ông ta đã mang tới cho nước Anh, sự phục hưng đã ngăn chặn làn sóng vô sản mà chúng ta đã từng đọc câu chuyện của Victor Hugo, người khốn cùng, nói về máu chảy thành sông, và đã đến bờ biển nước Anh dừng lại bởi vì sự phấn hưng mà John Wesley trước đó đã mang tới. Khi nghiên cứu về đời sống con người mang phục hưng tới nước Anh này, người ta phát hiện ra rằng cứ vào thứ sáu và ngày thứ tư, người cùng làm việc với John Wesley đều kiêng ăn cầu nguyện cho đến 14 giờ chiều. Từ sáng cho đến 14 giờ chiều, 16 giờ chiều xin lỗi, họ không ăn. Bởi vậy cho nên chúng ta cùng nhau nghiên cứu về điều gì đặc biệt trong sự kiêng ăn cầu nguyện mà mang đến sự phấn hưng. Khi nào thì chúng ta kiêng ăn cầu nguyện? Kinh Thánh Chúa dạy rằng khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Xong khi ngươi kiêng ăn, hãy sức dầu trên đầu và rửa mặt. Tiếp theo câu 18: hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi, và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Câu kinh thánh và đề tài ngày hôm nay vô cùng quan trọng, vì chúng ta đang muốn kêu gọi Hội Thánh tuần tới là tuần kiêng ăn cầu nguyện đặc biệt cho Hội Thánh. Chúng ta ước ao Hội Thánh cuối năm nay con số tăng lên gấp đôi, và bạn đang nhìn thấy Chúa đang làm việc. Tôi qua tiệp khắc thăm một số trưởng lão tại bên đó, có người ta nói rằng nghe thấy Hội Thánh 3-4 lần chia rẽ, nghĩ rằng Hội Thánh chỉ có vài chục người, và khi một người đang đi sang thăm xong về nói Hội Thánh như vậy, họ không tin. Bạn ơi, Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Ngài lập Hội Thánh của Ngài trên nền đá, và nếu chúng ta nắm sự kêu gọi của Ngài, chúng ta hãy cùng nhau đến với Chúa tìm cầu mặt của Ngài và sự tiếp trợ của Chúa. Cầu nguyện cho cuối năm nay, Hội Thánh chúng ta có 140 con người đến thờ phượng Đức Chúa Trời và 14 nhóm tế bào các nơi. Chúng ta hãy cùng nhau đến với Chúa, và khi tìm kiếm mặt Ngài, chắc chắn Ngài sẽ trả lời. Và lời Chúa nói với chúng ta về sự kiêng ăn, quay trở lại từ câu đầu tiên, lời Chúa nói rằng khi các ngươi kiêng ăn, không phải là nếu các ngươi kiêng ăn. Hai từ khi và từ nếu khác nhau. Ở phía trên chúng ta nhìn thấy rằng khi các ngươi dâng hiến, khi các ngươi cầu nguyện, nó không phải là trường hợp đặc biệt mới cầu nguyện, nó không phải là trường hợp đặc biệt mới dâng hiến cho người khác. Khi các ngươi làm việc lành, không phải đặc biệt mới làm việc lành, mà làm việc lành, cầu nguyện, nó giống như kiểu sống của chúng ta vậy, như là ăn, như là uống, như là đi, như là bắt tay mọi người vậy. Khi chúng ta ăn, khi chúng ta thở, khi chúng ta uống, khi chúng ta giúp đỡ người khác, nó giống như việc làm hàng ngày liên tục của mỗi chúng ta, chứ không phải nếu các ngươi. Nếu nó là một điều gì đó mà đặc biệt hãn hữu mới xảy ra, nhưng nếu có chuyện đó xảy ra thì sẽ xử sự như vậy này. Còn từ khi là một hành động thường xuyên liên tục, và nó trở thành một thói quen, nó trở thành một kiểu mẫu sống, như thở, như ăn, như uống, như bước đi vậy. Thật ra lời Chúa nói ở đây không phải là trường hợp đặc biệt mới kiêng ăn, mà nó là một điều thường xuyên chúng ta làm. Khi các ngươi kiêng ăn thì nhớ rằng đừng làm bộ cho mọi người nhìn thấy là mình đang kiêng ăn. Có một số người hỏi, thế
mùa phục sinh này kiêng ăn mấy ngày? Người kia nói rằng 2 tuần. Tao kiêng ăn 18 ngày cơ. Người khác nói rằng tôi kiêng ăn 3 tuần. Thế thì mình phải cố gắng 3 tuần rưỡi hơn thằng đó. Còn có một số người bình thường thì rất là bình thường, nhưng bắt đầu kiêng ăn, bắt đầu thấy mặt dầu dầu, mặt buồn buồn, hỏi có chuyện gì? Tớ đang kiêng ăn ngày thứ 3 rồi, thấy ra hơi bị yếu. Chúa nói rằng bạn đang đặt sự kiêng ăn là mục đích hay là phương tiện? Nếu kiêng ăn là mục đích để bạn khoe khoang thì bạn đã đạt được phần thưởng rồi. Còn nếu kiêng ăn là phương tiện để bạn tìm kiếm mặt Chúa, là một phương tiện để bạn hạ mình xuống, thì bạn không cần phải khoe người khác, mà để cho Đấng ở nơi kín nhiệm nhìn thấy việc làm của mình và ban thưởng. Hãy nhớ, khi các ngươi kiêng ăn chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhân mặt cho mọi người đều biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Sau khi ngươi kiêng ăn, hãy sức dầu lên đầu và rửa mặt, có nghĩa là mặt thật là tỉnh táo. Khi Đa-nhiên và 3 người bạn của mình kiêng ăn, họ chỉ ăn hoa quả mà không ăn thịt ngon của vua cho. Người ta cứ tưởng sau 10 ngày mấy người này sẽ buồn rầu hết sức, nhưng Chúa ngài sức cho họ dầu thơm, ngài sức cho họ mạnh mẽ, mà mặt của họ còn tươi tỉnh hơn cả cái đám ăn thịt ngon kia nữa kìa. Amen. Câu 18, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi, và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Hay nói thưởng cho ngươi. Cảm ơn Chúa, kiêng ăn không phải là mục đích, kiêng ăn nó là phương tiện để chúng ta tìm kiếm được Chúa Trời. Bởi vậy cho nên không khoe người khác trong tuần tới. Amen. Câu tiếp theo, chúng ta cùng nhau nghiên cứu kiêng ăn. Nó giúp cho chúng ta được mạnh mẽ. Hay lắng nghe này. Kiêng ăn không phải là không ăn để cho nó bớt cân. Kiêng ăn cầu nguyện không phải là kiêng ăn để cho nó bớt mỡ. Không phải. Chúng ta cùng nhau xem câu kinh thánh. Sách Luca đoạn 4. Đây nói về Chúa Giêsu vào trong đồng vắng 40 ngày. Lời Chúa nói như sau, sách Luca đoạn 4. Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy ngài không ăn chi hết. Kỳ đã mãn thì ngài đói. Kinh ăn có một số dạng khác nhau. Một dạng kinh ăn bán phần, một dạng kinh ăn toàn phần. Dạng kinh ăn bán phần là họ ăn hoa quả, không ăn thịt, giống như Đa-nhiên. Một dạng nữa là họ ăn mà vẫn cứ uống. Còn một dạng kiêng ăn của Môi-se và Ê-li là không ăn không uống 40 ngày liền. Tôi không kêu gọi mọi người bước vào sự kiêng ăn 40 ngày này. Cái đó có sự siêu nhiên từ Đức Chúa Trời. Thật ra trong tuần tới nếu bạn chưa bao giờ kiêng ăn, tôi kêu gọi bạn hãy cầu nguyện, hỏi những người hướng dẫn nhóm tế bào của bạn. Có thể bạn chỉ cần bỏ một bữa đầu tiên thôi. Không cần bạn phải làm 5 ngày rồi sau đó chồng nhìn thấy bạn bết xê lết trên giường. Đừng có cố gắng bởi sức xác thịt của mình. Amen. Có thể bạn một bữa trưa, nhưng mà bạn hãy đến với Chúa tìm kiếm ngài. Nếu như bạn kiêng ăn mà không cầu nguyện đọc kinh thánh thì vô ý nghĩa. Còn nếu như bạn mà quyết định kiêng ăn, hãy đọc kinh thánh nhiều hơn, hãy đến với Chúa cầu nguyện nhiều hơn, hãy hỏi, gọi điện thoại cho tôi, cho những người nào trưởng nhóm tế bào, để cho họ giải thích rõ hơn về sự kiêng ăn cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ở đây lời Chúa nói rằng Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đanh, được Đức Thánh Linh đưa tới đồng vắng, tại đó bị sự cám dỗ. Hay lắng nghe này. Con người chúng ta nhiều khi rơi vào trong đồng vắng, có 3 cái dạng rơi vào trong đồng vắng. Một là bởi cái tội của mình, bởi sự yếu đuối của mình mà bạn bước vào đồng vắng của bạn. Thứ hai là bởi người khác phản bội, hay là bởi người khác tìm cách hãm hại bạn. Còn cách thứ ba mà ở đây Kinh Thánh chép rằng chính Đức Thánh Linh đưa Chúa Giêsu vào trong đồng vắng. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, nếu chúng ta tự vào trong đồng vắng, hãy xin Chúa giúp chúng ta bước ra. Còn nếu như ai đó giống như anh em của Joseph, lừa bán Joseph đưa vào trong đồng vắng, thì bạn ơi, nếu bạn là kẻ đó, hãy rụt tay của mình lại ngay. Bởi vì Kinh Thánh chép rằng đừng làm điều ác, đừng đứng chung chỗ của những kẻ ác, đừng đi theo mưu của những kẻ ác, đừng ngồi chung chỗ của những kẻ nhạo báng, bởi vì Chúa sẽ bênh vực tôi tớ của ngài. Còn nếu như bạn thấy rằng Chúa ơi,
đây là thời kỳ Ngài muốn cho con được mạnh mẽ, Ngài chính Chúa đưa con vào sự thử thách, thì hãy nhớ, hãy chấp nhận điều đó, bà sẽ được mạnh mẽ. Sau 40 ngày trong đồng vắng, Chúa chiến thắng. Chúng ta cùng nhau xem tiếp câu, hai câu tiếp theo, 13 đến câu 15. Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Đức Chúa Giêsu được quyền phép. Câu 1, câu 2 nói rằng Ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhưng sau khi cám dỗ xong, từ trong đồng vắng đi ra, thì kinh thánh chép rằng Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh. Hai cái đó khác nhau. Có nhiều người nhận báp têm Đức Thánh Linh cầu nguyện trong tức lạ, nhưng chưa chắc người đó được đầy dẫy quyền phép của Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh, Ngài được đưa vào trong đồng vắng, và khi chiến thắng hết thảy mọi sự cám dỗ trong đồng vắng rồi, Ngài bước ra khỏi đồng vắng trong chiến thắng, thì kinh thánh chép rằng lúc này Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh. Ngài trở về xứ Galilee và danh tiếng của Ngài đồn khắp xứ xung quanh. Hãy lắng nghe, nếu Chúa mà đã dìm chúng ta xuống thì không một người nào có thể nhấc chúng ta lên được. Còn nếu mà Chúa đã đưa mỗi chúng ta lên rồi thì không một kẻ nào có thể dìm bạn xuống đâu. Bởi vậy cho nên, nếu như bạn đang ở trong đồng vắng, hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan, ban cho bạn sức mạnh lòi của Ngài trong đồng vắng, chiến thắng mọi sự cám dỗ. Và khi bước ra khỏi đồng vắng rồi, điều thứ nhất, quyền phép Đức Thánh Linh ở trên bạn. Điều thứ hai, sớm muộn gì danh của Chúa qua đời sống của bạn sẽ được nổi. Và khi thánh chép tiếp rằng Ngài dạy dỗ cho các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Bạn sẽ được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, bạn được ơn trước mặt loài người. Ở khắp mọi nơi họ cần ơn từ Chúa qua đời sống của bạn. Họ sẽ gọi điện thoại tới cho bạn nói, hãy đến giúp tôi, hãy đến chỗ này giảng cho chúng tôi, hãy đến giải thích cho chúng tôi, hãy đến mang ơn cho chúng tôi. Mỗi một người tại đây đều được Chúa ban cho một cái ơn nào đó. Bạn có thể không có ơn giảng dạy, nhưng bạn có ơn chăm sóc người khác. Một cú điện thoại của bạn với ai đó có thể nâng đỡ cuộc sống của bà, của họ. Vừa rồi tôi được nghe một gia đình nói, khi họ cầu nguyện thấy được chút cảm động, có một ai đó đang cần giúp đỡ, họ đã gọi điện thoại, họ đã tìm kiếm được người đó và mang về nhà để chăm sóc. Bạn ơi, mỗi một việc làm như vậy, Chúa ở trên thiên đàng, Ngài nhìn thấy hết thảy mọi việc chúng ta làm vì người khác, và Chúa sẽ ban thưởng cho mỗi chúng ta. Amen. Mỗi một người đều Chúa ban cho một cái ơn nào đó. Đang lúc bạn làm việc, bỗng nhiên Chúa nhắc cho bạn về một hình ảnh, một tên của một ai đó trong hội thánh. Hãy khẩn trương nhấc điện thoại bấm cho họ. Nếu không gọi được, hãy viết một tin nhắn, Chúa yêu bạn, Chúa luôn bên cạnh bạn. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Có thể chính lời đó giúp cho họ đứng vững khỏi sự khó khăn. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói, giúp đỡ những người lân cận. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu trước khi vào trong đồng vắng, Ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và khi Ngài bước vào đồng vắng, đối diện với ma quỷ cám dỗ, sau khi nhờ lời Chúa chiến thắng, hãy lắng nghe anh chị em, câu hỏi trắc nghiệm mà anh Ái đưa cho chúng ta, giúp cho chúng ta đọc Kinh Thánh nhiều hơn. Tôi đã trải qua một năm trong đồng vắng vừa rồi, và đặc biệt trong 150 ngày cuối trước tháng 10, tôi hiểu ra một điều, trong khi ở đồng vắng, người thân không giúp được bạn, tâm trí, sức lực của bạn không giúp được bạn, những kinh nghiệm đã qua không giúp được bạn. Amen anh chị em. Amen. Có một câu nói rất là hay, nói rằng cái nắng nóng ngày hôm qua không phơi khô được cái áo ướt ngày hôm nay của bạn đâu. Ngày hôm qua có thể mặt trời cực kỳ nóng, nhưng nó là của ngày hôm qua, không khô nổi cái áo ướt của bạn ngày hôm nay. Ngày hôm nay bạn cần mặt trời nóng ngày hôm nay cơ. Và trong kinh nghiệm 150 ngày trong đồng vắng của năm vừa rồi, tôi nói thật, chỉ có lời của Đức Chúa Trời thôi. Liên tục 2 giờ đêm đến 4 giờ sáng mấy tháng liền không ngủ được, sự sợ hãi tấn công. Lúc đó bạn chỉ có một câu Kinh Thánh. Tôi nhớ lại lên mấy tuần liền chỉ có đúng một câu Kinh Thánh. Tôi nói rằng hãy trao mọi sự lo lắng của mình cho Ngài, Ngài săn sóc con, Ngài săn sóc anh em. Và khi công bố ra miệng của mình, vợ nằm bên cạnh, khi công bố ra miệng của mình, bỗng nhiên sự cám dỗ gánh nặng nó cuốn gói bay ra khỏi đời sống. Kinh Thánh chép rằng ma quỷ tạm lìa Ngài, chứ nó không phải bỏ vĩnh viễn đâu. Nó sẽ tiếp tục tấn công, nhưng bạn nếu có gươm Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời tiếp tục tấn công nó, thì nó phải bỏ chạy. Anh chị em ơi, hãy nhập cậy vào Ngài, hãy nhập cậy vào lời của Ngài, hãy đọc Kinh Thánh mỗi một ngày, hãy thuộc lòng những câu Kinh Thánh. Mà quan trọng trong đời sống của bạn, ở trong đồng vắng chỉ có lời của Ngài mới chiến thắng được thôi.
Chúa nói với dân Do Thái rằng ở trong đồng vắng, Chúa hứa, Chúa đưa dân Do Thái vào một cái bài học: con người sống không phải chỉ nhờ cơm bánh, mà nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời, chỉ có lời của Ngài. Nếu Chúa Giêsu đã nhờ lời của Ngài trong 40 ngày trong đồng vắng, Chúa luôn nói rằng lời Kinh Thánh chép rằng, lời Kinh Thánh chép rằng, Chúa có phán rằng, và ma quỷ chỉ sợ lời của Ngài, chứ nó không sợ lời của một vị tổng thống nào đâu, nó không sợ lời của vị mục sư nào đâu, nó chỉ sợ lời được chép trong quyển Kinh Thánh mà bạn và tôi có mà thôi. Amen. Chính quyền này, tổng thống Mỹ nào cũng phải đặt tay lên trên này. Chính quyền sách này đã thay đổi bao nhiêu hoàng đế, chính quyền sách này biết bao nhiêu nghị viên, biết bao nhiêu thượng nghị sĩ phải cúi đầu trước quyển Kinh Thánh này. Chính quyển Kinh Thánh này đã thay đổi toàn bộ Âu Châu, là nơi mà tôi và bạn đang sống. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng, hãy tìm kiếm lời của Ngài. Sau khi ra khỏi đồng vắng, ma quỷ tạm lìa Ngài, và Ngài được quyền phép Đức Thánh Linh. Danh tiếng của Ngài, Ngài đi dạy dỗ khắp mọi nơi, và Ngài được vinh hiển. Bởi vậy cho nên đừng sợ đồng vắng, hãy bám vào lời Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ chúng ta. Tiếp theo, lời Kinh Thánh Chúa dạy rằng sự kiêng ăn cầu nguyện thật là quan trọng. Sách Ma-thi-ơ đoạn 17 kể lại một câu chuyện. Anh chị em có mệt không? Làm một chút nữa nha, chịu một chút nữa. Chúa đưa ba học trò thân yêu của Ngài lên núi hóa hình. Ở trên đó, Phê-rơ, răng Gia Cơ nhìn thấy Ê-li, Môi-se đứng trò chuyện với Ngài về sự chết của Ngài. Phê-rơ thấy ở trên núi hóa hình giống thiên đàng vậy. Họ được nếm trải một mẫu thiên đàng ở trên núi hóa hình đó. Phê-rơ nói, ước gì có làm ba cái lều cho thầy một cái, cho Ê-li một cái, cho Môi-se một cái. Bỗng nhiên từ trời, lời Chúa phán rằng, đây là con yêu dấu của ta, ngươi không được quyền. Có nghĩa là hãy nghe lời con của ta, không được hạ thấp con ta giống như các tiên tri khác, chỉ có nghe lời con ta mà thôi. Và khi lời đó phán xong, hai vị kia biến mất. Phê-rơ, răng Gia Cơ chỉ còn nhìn thấy một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Sau đó từ trên núi hóa hình, Chúa dẫn ba môn đệ xuống dưới núi. Ở dưới núi, họ nhìn thấy một thực tế. Anh chị em ơi, có thể ngày Chủ nhật tới đây chúng ta bước vào đỉnh núi của sự thảo phượng tôn vinh. Nhưng khi bước ra khỏi cái nhà này, bạn sẽ nhìn thấy thung lũng, rất nhiều sự khó khăn của những người hàng xóm, của công ty của bạn đang làm việc, của chỗ bạn đang làm việc. Và khi Chúa Giê-xu đưa môn đồ xuống, họ nhìn thấy một người đàn ông chạy tới với Chúa nói rằng, Giê-xu ơi, Thầy ơi, tôi có thằng con bị quỷ nhập, nó đẩy con tôi vào nước, lúc thì đẩy vào lửa, tôi đưa con tôi tới gặp các môn đồ của Thầy mà họ không đuổi được quỷ. Chúa nói, ta ở với các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy cùng tôi bật câu Kinh Thánh. Khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người chạy lại gần quỳ xuống trước mặt Ngài mà thưa rằng, lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai của tôi vì nó mắc bệnh phong, phải chịu đau đớn quá, thường bị té vào lửa và té xuống nước. Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa nhưng chữa không được. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi dòng dõi vô tín kia. Tiếp theo nào, vô tín và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta. Rồi Đức Chúa Giê-xu của trách quỷ, quỷ bèn liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành. Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi riêng Ngài rằng, vì cớ gì mà chúng tôi không đuổi được quỷ ấy được? Ngài đáp rằng, ấy là tại vì các ngươi ít đức tin. Hãy nhắc lại cùng tôi, ít đức tin. Hãy nhắc lại to hơn nào, ít đức tin. Vì câu Kinh Thánh này tí nữa bạn sẽ nhận được cái chìa khóa của sự kiêng ăn cầu nguyện. Ấy tại vì các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, hãy nhắc lại cùng tôi, hột cải, sẽ khiến núi này rời đây qua đó thì nó bèn rời qua, không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Nhưng thứ quỷ này nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được. Nhớ nha, thứ nhất ít đức tín, thứ hai đức tín bằng hạt cải, thứ ba là nếu như cầu nguyện và kiêng ăn thì không có việc gì mà các ngươi không làm được. Hallelujah. Bạn ơi, có rất nhiều người kiêng ăn nhưng quỷ không sợ. Quỷ không sợ kiêng ăn đâu. Kiêng ăn không đuổi được quỷ.
Chúa nói chỉ có đức tin mới đuổi được quỷ thôi, chứ không phải là kiêng ăn. Lắng nghe nhá, hơi giật mình một chút đấy. Vậy kiêng ăn có tác dụng gì? Chúa nói bởi vì các ngươi ít đức tin cho nên không đuổi được quỷ, chứ không phải là bởi vì các ngươi ít kiêng ăn. Kiêng ăn giúp cho đức tin của bạn, kiêng ăn giúp cho bạn được nhanh nhạy hơn. Ai là người có máy tính hay có iPad, giơ tay tôi xem nào. Hay có iPhone, giơ tay tôi xem nào. Nếu điện thoại của bạn, nếu computer của bạn nhiều rác, máy chạy rất là chậm, bạn phải có một cái chương trình dọn rác, loại rác. Con người chúng ta đấy có nhiều rác lắm. Thật ra có nhiều khi Chúa phán mà chúng ta bị đơ. Ai đã từng nhìn thấy máy tính của bạn bị đơ chưa? Ai đã nhìn thấy iPad của bạn bị đơ chưa? Nó đơ vì quá nhiều rác, có quá nhiều chương trình, thành ra nó không thông suốt được. Con người chúng ta có nhiều khi cũng bị đơ như vậy đó. Thành ra sự kiêng ăn cầu nguyện nó làm cho chúng ta được hà xác thịt của mình xuống, nó làm cho chúng ta được thông suốt hơn, được minh mẫn hơn. Ai đã từng một lần ăn no rồi cuối cùng bạn thấy đầu xoáng choáng, đầu mắt buồn ngủ, dần dần nó đi vào giấc ngủ. Người ta nói rằng là bụng càng to thì làm sao? Cái gì là căng ra bụng thì trùng ra mắt. Cái đấy là cái dạng mà đơ dần. Có nhiều khi chúng ta ăn quá nặng bụng, thành ra là thuộc linh chúng ta bắt đầu đơ. Và bởi vậy cho nên sự kiêng ăn nó giúp chúng ta hạ mình sắc thịt xuống, để chúng ta nhạy cảm hơn với Đức Chúa Trời. Qua lời của Ngài, đức tin của bạn sẽ tăng trưởng. Ít đức tin. Tiếp theo nữa, Chúa nói: ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng hột cải. Chứ không phải Chúa nói rằng nếu các ngươi có đức tin bằng quả núi. Không, đức tin bằng hột cải. Sự khác biệt giữa đức tin bằng một quả núi với đức tin của hột cải nằm ở chỗ, dù đức tin bằng quả núi nhưng bên trong không có sự sống thì nó chỉ có vô nghĩa. Còn đức tin bằng hạt cải, ai đã từng một lần nhìn thấy hạt cải giơ tay tôi xem nào. Là tôi ngày xưa đó là làm vườn gieo cải và trồng rau muống. Hạt cải nhỏ hơn bất kỳ hạt giống nào trên đất này. Bạn để hạt cải ra tay của bạn mà cái mũi của bạn thở ra một cái, có thể hạt cải rơi xuống đất tìm lại không thấy nữa. Hạt cải mà rơi xuống đất rồi bạn không tìm thấy nó nữa, bạn chỉ biết được nó rơi ở chỗ nào thôi bằng cách tưới nước lên. Sau một vài tuần nó sẽ mọc lên cây cải thì bạn biết nó rơi chỗ nào. Còn hạt cải mà rơi thì bạn không bao giờ tìm thấy lại được nữa, vì nó quá nhỏ. Thế là Chúa mới lấy hạt cải để minh họa cho đức tin của bạn, dù nhỏ như vậy miễn là bên trong của nó có sự sống. Đức tin có to bằng quả núi mà nếu như không có sự sống của Ngài ở bên trong. Đức tin có thể thật là to nhưng xây dựng trên lời của loài người, không phải lời của Chúa, thì nó không có sự sống. Amen. Thành ra hãy nhớ, đức tin bằng hột cải là như vậy đó. Ở trong hột cải nó có sự sống. Khi gieo hạt cải xuống, cái vỏ cứng của hạt cải bị chết, bị vỡ, sự sống của hạt cải từ bên trong sẽ nảy mầm, sẽ phát triển ra một cây cải. Thành ra ở đây chúng ta nhìn thấy thứ quỷ này sẽ bị trục xuất nếu có đủ đức tin. Chúa nói trong Kinh Thánh rằng hễ ai tin ta, nhân danh ta đuổi quỷ. Như vậy có nghĩa là đuổi được quỷ. Ở Việt Nam nhiều quỷ lắm. Bạn nhìn thấy có nhiều người bị quỷ nhập lắm. Có một số người bị thần kinh, nhưng có một số người bị quỷ nhập thật. Có những người giữa mùa đông trần chuồng, chui xuống ao tắm. Có những người mà leo lên mái nhà ngồi. Có những người ta gọi là ma làm đấy. Bình thường, rất là bình thường, nhưng khi mà ma làm á, nó kiểu khác. Nhiều người như vậy ở quê chúng ta nhiều lắm. Và bạn ơi, họ rất cần sự giải phóng bởi tin lành. Và cái thánh chép rằng chỉ có đức tin mới đuổi được quỷ. Vậy sự kiêng ăn giúp chúng ta thực hiện được điều gì? Lắng nghe này. Kiêng ăn cầu nguyện giúp cho xác thịt chúng ta bị hạ, sự sống đức tin bên trong được bộc lộ. Sự kiêng ăn cầu nguyện không phải là tuyệt thực phản đối Chúa. Sự kiêng ăn cầu nguyện không phải là đòi hỏi Ngài phải làm theo ý của con. Bạn đã từng đưa con của bạn vào Speedmark, cửa hàng dành cho trẻ em đấy. Nó đòi mua cái ô tô này. Và bạn nói rằng không, không mua. Mọi người biết nó làm gì không? Đứa trẻ 3 tuổi đó ngã lăn quay ra giữa cái cửa hàng đó, giấy đánh đạch 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 như vậy. Mua không, mua không, mua không, không mua thì cứ nằm đây ngã khóc.
Cái đó gọi là nặng nặc đòi bằng được cái điều gì mình cần. Kinh ăn cầu nguyện không phải nặng nặc đòi Chúa điều mà Ngài đã nói không. Ngài nói không là không, Ngài nói có là có. Sự kiêng ăn không làm cho Ngài phải thay đổi ý muốn. Sự kiêng ăn cầu nguyện chỉ giúp cho bạn, con người hạ thấp xuống thôi. Bạn nghe rõ tiếng Chúa hơn thôi. Amen. Có ai đã từng một lần nào đó trong cuộc đời đứng trước ngã ba đường, chọn cái này hay chọn cái kia, hay chọn cái kia? Tôi đã từng năm 17, 18 năm trước đứng trước ngã ba đường. Đây có phải là vợ mình không? Có đúng là vợ của mình không đây? Cô gái Tây này có đúng phải là vợ của mình không đây? Hỏi ý kiến người này, hỏi ý kiến người kia có được không? Bạn ơi, cuối cùng tôi hiểu ra một điều. Chỉ có kinh ăn cầu nguyện. Kinh ăn cầu nguyện. Giô-sa-phát nói rằng, Chúa ơi, chúng con đang đứng ở trong cái thế không biết đi đường nào, không biết phải làm gì. Và cuối cùng ông kêu gọi cả nước Do Thái lúc bấy giờ, từ già trẻ, trai gái, để một ngày kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa. Và cảm ơn Chúa, sau khi kiêng ăn cầu nguyện, tôi đã tìm được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nói với cô gái mà suýt nó làm vợ của tôi đấy, hai điều. Và cầu nguyện xin Chúa cho cô trả lời. Và cô đã trả lời đúng cái gì mà tôi cần từ lòng của cô đó. Và hiểu rằng đây không phải là vợ của tôi. Stop, dừng lại. 6 tháng sau tôi gặp được nàng là người là vợ tôi bây giờ đấy. Thật ra hỡi những con người, nếu như bạn đang cần sự lựa chọn, một trong 3-4 sự lựa chọn khác mà bạn không biết lựa chọn cái gì, thì hãy bước vào sự kiêng ăn cầu nguyện cho cá nhân của mình. Nói với Chúa, Chúa ơi, điện thoại của con nó rẻ quá, nghe tiếng Chúa không được rõ lắm. Xin Chúa cho con qua kỳ kiêng ăn này để nghe tiếng Chúa phán rõ hơn, chọn đúng con đường nào mà Chúa hướng dẫn con. Kinh ăn cầu nguyện là như vậy đó. Amen. Hallelujah. Kinh ăn cầu nguyện không phải làm cho Chúa yêu chúng ta hơn, nhưng nó giúp bạn không bị cản trở tình yêu đó mà nhận lãnh từ Ngài tình yêu lớn hơn. Sau 2 năm cưới vợ, vợ tôi đến gặp tôi ở bên Nga, nói với tôi rằng, anh ơi, hình như đó Tiên cảm thấy anh yêu Tiên hơn ngày xưa. Tôi nói rằng, nhìn vợ tôi bảo, em nhầm rồi. Em yêu anh nhiều hơn, chứ anh không yêu em nhiều hơn. Cô bảo, không hiểu, nhưng em cảm nhận là anh yêu em nhiều hơn. Tôi nói rằng, em có biết ở Sài Gòn không? Người ta nói mưa rào Sài Gòn. Đưa cái gì xuống dưới mưa của Sài Gòn đều đầy ắp hết. Nhưng khi mang những cái đầy ắp đó mang vào đâm, thì thùng phi cũng đầy ắp nước, cái ly cũng đầy ắp nước, cái nồi cũng đầy ắp nước, nhưng bên trong dung tích đựng nước khác nhau. Đặt ở dưới cơn mưa ngần nào thì được nhận nước ngần đó. Khi chúng ta yêu Chúa ngần nào thì bạn sẽ cảm nhận Ngài yêu chúng ta ngần đó. Nếu bạn chỉ mở lòng cho Chúa một chút thì bạn chỉ thấy Chúa yêu bạn một chút. Còn nếu bạn mở ra cho Ngài hai chút thì bạn sẽ cảm nhận được Chúa yêu bạn hai chút. Còn nếu bạn mở rộng lòng của mình thành cái thùng phi thì bạn sẽ nhận được tình yêu của Ngài bằng cái thùng phi. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy cùng nhau mở hết tấm lòng của mình cho Chúa. Amen. Nhưng bạn ơi, cái vấn đề ở chỗ mở lòng thế nào đấy. Tôi đã đặt câu hỏi với Chúa rằng, Chúa ơi, con nhìn thấy hội thánh cứ tới 150 người là dừng lại. Điều gì xảy ra? Con muốn nhiều hơn, con muốn nhiều hơn. Chúa nói rằng, nếu cái bình kia không đập vỡ thì nó sẽ không đựng được nhiều hơn. Và hết thảy những sự thử thách trong đồng vắng là ở đó Chúa muốn đập cho bạn, cái bình của bạn vỡ ra để làm một cái bình khác. Bình cũ không thể đựng rượu cũ được. Và Chúa muốn cho bạn được vỡ ra để dung tích của bạn được rộng hơn. Tình yêu của Ngài đổ vào bạn càng nhiều bao nhiêu thì bạn càng cưu mang đông người bấy nhiêu, bạn càng hút người khác tới với Chúa ngần đó. Amen. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Bởi vậy cho nên Chúa yêu bạn trước khi bạn kiêng ăn, cũng giống y như lúc bạn kiêng ăn và sau khi bạn kiêng ăn, tình yêu đó không hề thay đổi. Kiêng ăn chỉ giúp cho bạn nhanh nhạy mở rộng lòng
để đón nhận từ Ngài tình yêu nhiều hơn mà thôi. Nhắc lại, kiêng ăn không phải là đút lót Chúa để Ngài yêu mình hơn. Mọi người hiểu từ đút lót chưa? Cái đó là văn hóa phong bì đấy. Chúng ta không phải là kiêng ăn là một dạng đút lót Chúa để Ngài đưa mình gần Chúa hơn, không phải. Để Ngài yêu mình hơn trước lúc đó, không phải. Kiêng ăn chỉ để giải quyết mình mà thôi. Chúng ta cùng nhau nghe câu Kinh Thánh Đa-nhiên đoạn 10 câu 12. Đây là một minh chứng. Tôi chuẩn bị kết thúc bài giảng rồi. Đa-nhiên đoạn người bảo ta rằng, hỡi Đa-nhiên, đây là ông đã bước vào kinh ăn 3 tuần liền. Đừng sợ, vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Hay nói từ hạ mình. Chúa đang nói về sự kinh ăn của Đa-nhiên đấy. Ông Đa-nhiên kiêng ăn 3 tuần. Và Chúa nói rằng từ lúc ban đầu mà ngươi kiêng ăn. Kiêng ăn là một dấu hiệu của sự hạ mình. Có rất nhiều người nói rằng, ôi tôi đang hạ mình. Nhưng mà cái lời nói đó giống như khẩu hiệu vậy. Làm sao đo được hạ mình kiểu gì? Và David nói rằng, tôi hạ mình tôi xuống trong sự kiêng ăn, bằng sự kiêng ăn. Đa-nhiên nói rằng, lời Chúa nói rằng khi Đa-nhiên kiêng ăn cầu nguyện là lúc ông ta chuyên lòng tìm hiểu Chúa và hạ ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ lời ngươi mà ta đã đến. Đây là thiên sứ Gabriel đã tới gặp Đa-nhiên để giúp đỡ. Thật ra nếu như bạn có những nan đề trong hôn nhân, nếu như bạn có những nan đề trong gia đình, tuần này là tuần hội thánh đặc biệt cầu nguyện cho nhiều vấn đề. Cầu nguyện cho gia đình của bạn, cầu nguyện cho cá nhân của bạn, cầu nguyện cho Việt Nam. Việt Nam đang gặp rất nhiều những sự thử thách trong năm này. Chúng ta cầu nguyện theo như lời hứa của Chúa. Việt Nam đã đổ huyết bởi chiến tranh quá nhiều rồi. Và Chúa hứa rằng sẽ không còn đổ huyết bởi chiến tranh nữa. Tôi nhận lời đó từ năm 97. Và mỗi một lần có chuyện trục dịch tại Biển Đông, thì lại một lần chúng ta cùng nhau tới với Chúa kêu la rằng, lời hứa của Ngài, Việt Nam không còn đổ huyết bởi chiến tranh nữa, mà Việt Nam sẽ được rửa bằng huyết của Chúa Giê-xu. Chúng ta cần cầu nguyện. Sử ký 2 đoạn 7 câu 14. Đây là lời hứa. Và trước khi tôi kết thúc bài giảng này, tôi muốn đọc một vài mẩu chuyện ngắn gọn về kết quả của sự kiêng ăn mà được chép trong lịch sử của nhân loại này. Nó không phải là ở những bộ lạc ăn thịt người hay còn ở hang ở lỗ, mà ở ngay tại Âu Châu này vậy. Lời Chúa nói với Salomon khi khánh thành đền thờ: nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội cho chúng nó và cứu xứ họ khỏi mọi tai vạ. Chúa nói dân sự ta là dân gọi bằng danh ta. Ai là người tại đây là dân sự của Đức Chúa Trời? Giơ tay tôi xem nào. Nhà hết thảy chúng ta đúng không? Chúng ta là dân sự gọi bằng danh của Ngài. Hết thảy chúng ta đây này. Có nghĩa là lời này dành cho tôi và bạn. Nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta. Là mấy điều? Một, hạ mình xuống. Không phải là cầu nguyện trước nhá, mà hạ mình trước. Cần hạ mình trước. Bởi vì Chúa nói rằng Ngài chống cự lại những kẻ kiêu ngạo, còn ban ơn những kẻ khiêm nhường. Những kẻ khiêm nhường Chúa ban ơn. Hạ mình xuống đầu tiên. Tiếp theo nữa là cầu nguyện. Cầu nguyện là trò chuyện tìm kiếm mặt Ngài. Cầu nguyện là trò chuyện với Ngài. Thứ ba là tìm kiếm mặt của Ngài. Vừa rồi tôi có viết một bài trích một câu Kinh Thánh của tác giả Thi Thiên: tôi hằng để Đức Giê-hô-va ở trước mặt tôi, lòng tôi không hề sợ hãi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va ở trước mặt tôi. Chúa luôn ở cùng chúng ta. Mà tại sao David nói rằng tôi hằng để Ngài trước mặt tôi? Có một người viết thư cho tôi nói rằng, mục sư ơi, cái sách nào không nên đọc, phim nào không nên xem? Tôi viết thư trả lời rằng, nếu sách mà bạn không dám đọc với một hai người nữa đó, nếu bộ phim mà bạn không thể xem với một hai người nữa đó, thì nó là sách và phim không nên xem. Ông David nói rằng tôi hằng để Chúa trước mặt, Chúa luôn bên cạnh. Nhưng có nhiều khi vì chúng ta không nhìn thấy Ngài, thành ra chúng ta cứ tưởng Ngài không có bên cạnh. Thành ra trong phòng kín chúng ta hay làm những chuyện vớ vẩn. Còn ông David, ông nói rằng tôi làm một quyết định luôn luôn đặt Ngài ở trước mặt tôi. Có nghĩa là trước đám dân đông hay là ở một mình trong phòng kín, có Ngài luôn bên cạnh. Và nếu mà Ngài luôn bên cạnh thì chúng ta biết điều gì rồi. Hết thảy mọi thứ có một người theo dõi hết, chụp hình hết, iPad quay hết. Như vậy là nguy hiểm. Amen. Thành ra
tìm kiếm mặt Ngài, tìm kiếm mặt ta, và trở lại bỏ con đường tà, là 5 điều. Chúa sẽ làm 3 điều tiếp theo. Thì mọi người thấy không, giao ước luôn có 2 phần. Một là nếu, hai là thì. Nếu như ngươi làm điều này thì ta sẽ làm điều này. Chúng ta thì khoái từ sau từ thì, cái gì cũng thì đó. Chúa ơi, tại sao bao giờ thì nó xảy ra? Nhưng Chúa nói rằng bao giờ nếu ngươi thực hiện, sau từ nếu bao giờ ngươi thực hiện thì ta sẽ thực hiện. Thành ra giao ước là luôn có 2 phía. Nếu các ngươi hạ mình, nếu các ngươi cầu nguyện, nếu các ngươi tìm kiếm mặt ta, nếu các ngươi trở lại, nếu các ngươi bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe tha thứ tội. Đầu tiên là nghe, sau đó tha thứ tội, và cuối cùng là cứu xứ họ, cứu cộng đồng Việt Nam tại đấy, cứu người Việt Nam tại Việt Nam khỏi những tai vạ, khỏi biển bị ngộ độc, khỏi chiến tranh. Tôi xin đọc một vài điều trước khi chúng ta kết thúc. Chúng ta nhìn thấy ở trong lịch sử Kinh Thánh chép, khi Jonah công bố sự hủy diệt trên thành Ninive, thì vua của Ninive kêu gọi cả nước kiêng ăn cầu nguyện. Khi ECT, dân Do Thái bị diệt chủng, ECT đã kêu gọi cả nước kiêng ăn, và sự giải phóng đã tới, mà lịch sử đã ghi lại. Mỗi một năm người Do Thái họ kỷ niệm ngày lễ Phurim một lần. Tôi xin đọc câu chuyện xảy ra trong lịch sử như sau. Xin mọi người lắng nghe này. Năm 1862, vua Charles đệ hai của nước Anh dọa sẽ lấy đi bản hiến chương nếu thuộc địa này không chịu điều chỉnh hay thay thế các mục sư của họ bằng hàng giáo phẩm theo chế độ giám mục quản lý. Khi thuộc địa đã bỏ phiếu nhất trí không tuân thủ, nhà vua nổi cơn thịnh nộ và sẽ cử đại tá khát máu cùng với 5.000 quân lính đến đập tan sự chống đối. Và khi một vị mục sư đứng đầu nghe tin này, ông giam mình trong văn phòng và dành trọn một ngày quỳ gối kiêng ăn cầu nguyện cho tình huống nghiêm trọng của thuộc địa. Cuối cùng, gánh nặng của Martyr là vị mục sư đó được cất khỏi ông, thay vào đó là một cảm nhận sự bình an vui mừng. 2 tháng sau, tin tức đến cho biết vua Charles đệ hai đã chết do chứng ngập máu vỡ động mạch não. Người em của vua là James đệ hai lên ngôi, và đại tá khát máu kia không kéo quân đến đánh nữa. Cái chết của vua Charles đệ hai đã được truy ra vào đúng cái ngày mà vị mục sư Martyr dành ra để kiêng ăn cầu nguyện. Vào tháng 5 năm 1944, quân Đức tràn vào Hòa Lan và tấn công nước Bỉ, đánh đuổi các lực lượng chống đối của Pháp, Anh và quân Bỉ ra biển. Quân Đức đuổi theo quân Pháp và Anh vượt qua biên giới nước Pháp bằng một đợt tấn công trên không bằng xe tăng và bằng vệ binh chớp nhoáng, bắt gần 400.000 quân lính đồng minh tại Dunkirk. Trong sự tuyệt vọng, Anh và Pháp đã kêu gọi một ngày cầu nguyện toàn quốc cho các binh lính Anh và Pháp đang bị mắc kẹt cách vô vọng. Ngày 26 tháng 5, vị Tổng giám mục đã lãnh đạo buổi cầu nguyện từ tu viện Westminster. Đài BBC đã phát đi buổi cầu nguyện khắp đất nước. Các nhà thờ, các nhà hội ở khắp nơi đều mở cửa để cầu nguyện, bàng hoàng trước tình cảnh ngặt nghèo của binh sĩ mình. Người dân Anh đã ngưng tất cả mọi hoạt động để cầu nguyện. Lần đầu tiên trong ký ức của những người còn sống, khu chợ nổi tiếng tại London hoàn toàn vắng lặng trong ngày Chủ nhật để cho những người buôn bán nơi chợ có thể tham gia vào việc cầu nguyện. Kết quả là dường như điều tai họa trở thành phép lạ. Vì một lý do nào đó không giải thích được, Hitler đã tạm dừng cuộc tấn công bằng loại xe tăng chết người của ông ta. Trong 3 ngày biển măng sơ thông thường gió giật mạnh thì nay yên tĩnh trong khi người Anh sơ tán binh sĩ. Mặc dù có những cuộc tấn công dữ dội ở trên không trung vì quân Đức vẫn dội bom, 848 chiếc thuyền của Anh, Pháp, Hòa Lan và Bỉ cứu được 340.000 binh sĩ đồng minh trong 9 ngày. Bất cứ thứ gì nổi, nào là tàu kéo, thuyền buồm, du thuyền đều mang ra để cấp cứu. Một câu chuyện tiếp theo. Trong cuộc chiến kéo dài 6 ngày vào năm 1967, anh chị muốn nghe không? Dạ, 2 phút nữa là kết thúc đấy. Vị giáo trưởng Do Thái đã công bố một ngày kinh ăn có liên quan đến cuộc chiến giữa những người Do Thái và những người Ả Rập. Israel đã nhanh chóng giành chiến thắng trong một giây phút mang ý nghĩa lớn lao của lời tiên tri. Họ đã tái chiếm quyền kiểm soát của cả Jerusalem. Vào tháng 6 năm 1994, hơn 1 triệu cơ đốc nhân ở khắp Nam Triều Tiên đã nhóm nhau lại họp trong 70 thành phố để cầu nguyện cho tin lành được giao giảng trên khắp đất nước của họ.
cho việc hoàn thành đại mệnh lệnh truyền giáo và việc tái thống nhất Bắc và Nam Hàn. Tôi đã được mời, đây là cái câu chuyện mà người tác giả của cái viết sách này viết lại đó. Tôi đã được mời nói chuyện tại một quảng trường nơi có 700.000 người nhóm lại trong kỳ họp cầu nguyện kéo dài 4 tiếng đồng hồ để ca ngợi Chúa, kinh ăn và cầu thay. Thật là một buổi họp cầu nguyện sốt sáng nhất mà tôi đã từng được tham dự. Nhiều người trong số đó, các cơ đốc nhân tham dự các buổi nhóm cầu nguyện khắp thành phố đã kinh ăn từ nhiều ngày trước và sau sự kiện này. Buổi nhóm tại quảng trường này khiến tôi nhớ đến lần trước đó vào năm 74, năm 80. Tôi nói chuyện ở đó khi có những đám đông từ 2 đến 3 triệu người tụ tập mỗi buổi chiều cầu nguyện nhiều ngày, không bao lâu. Khi các buổi nhóm ấy, vị Tổng thống Bắc Triều Tiên đã chết một cách bất ngờ. Và nhiều người tin rằng cái chết của ông ta là một bước quan trọng để tiến tới việc tái thống nhất hai miền Nam Bắc của họ. Đó là kết quả của sự kinh ngăn cầu nguyện thiết tha của dân Nam Hàn. Anh chị em ơi, sự cầu nguyện kinh ngăn nó sẽ thúc đẩy cánh tay của Đức Chúa Trời hành động theo đúng ý muốn của Ngài. Thế ra tôi kêu gọi mọi người, chúng ta có tuần này để kinh ngăn cầu nguyện, mời mọi người đứng dậy nào. Chúng ta sẽ cầu nguyện từ ngày thứ hai cho đến hết ngày thứ bảy. Cầu nguyện cho cá nhân của mỗi chúng ta và gia đình bạn gần Chúa hơn, hạ mình tìm kiếm ý muốn của Ngài, tìm kiếm lời của Ngài. Cầu nguyện cho đất nước, cho chính phủ, cho hòa bình, không có sự đe dọa nào ở Biển Đông. Xin Chúa cho sự phấn hưng ở 7 thành phố lớn tại Việt Nam, điều mà tôi đã được nhận vào cuối năm 92, đầu năm 93. Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, 7 cái thập tự là 7 trung tâm truyền giáo cho những vùng lân cận, cho những nước bên cạnh. Cầu nguyện cho Hội Thánh Đắc Thắng tại Hà Nội, cho nhóm tại Hải Phòng, cho nhóm tại Nam Định và Bắc Giang đang xây nhà thờ. Cầu nguyện cho sự dâng hiến để Chúa phủ lấp hết thảy mọi khoản chi trả. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh Berlin, cho cuối năm nay, đến tháng 12 năm 2017, có 140 người đến thờ Phượng Chúa, có 14 nhóm tế bào. Cầu nguyện cho các trưởng nhóm tế bào, cầu nguyện cho các ban ngành Hội Thánh, cầu nguyện cho tài chính của mỗi gia đình, tài chính của Hội Thánh. Cầu nguyện cho trại phục sinh tại Hanover sắp tới vào ngày 14 đến ngày 17. Cầu nguyện cho ban tôn vinh. Nào chúng ta đến với Chúa. Bạn có thể suy nghĩ về chính bạn, quyết định trong 6 ngày, 7 ngày tới. Bạn có thể lấy nửa ngày kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm mặt Chúa, hoặc một ngày kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm mặt Chúa, hoặc 3 ngày kiêng ăn tìm kiếm mặt Chúa. Nhưng đừng quá 3 ngày. Hãy lựa chọn. Cả Hội Thánh chúng ta có 70-80 con người. Các nhóm tế bào, hãy gọi điện thoại cho anh Cần đăng ký vào ngày thứ hai chẳng hạn. Nhóm tôi, nhóm khác vào ngày thứ ba. Thanh thiếu niên vào một ngày nào đó. Làm sao cho 6-7 ngày trong tuần tới luôn luôn có ai đó bước vào sự kiêng ăn cầu nguyện cho Hội Thánh của Ngài, cho dân tộc Việt Nam, cho công việc Chúa, cho những ban ngành trong Hội Thánh, cho trại phục sinh, cho sự phát triển Hội Thánh của Ngài tại Berlin này, cho gia đình của tôi nữa, cho những người hầu việc Chúa trong Hội Thánh này. Hallelujah. Bạn có thể lựa chọn cách kiêng ăn, hoặc bạn chỉ ăn hoa quả trong lúc mà bạn kiêng ăn 1 hay 2 ngày, hoặc bạn chỉ ăn cơm mà không ăn thịt, không ăn chất đạm, hoặc là bạn kiêng ăn hoàn toàn chỉ uống nước trong 1 ngày hoặc 2 ngày. Hãy lựa chọn tùy theo sức của bạn. Nếu bạn đang bị cao huyết áp, nếu bạn đang bị đau dạ dày, hãy cần lời khuyên của chính mình tôi. Tôi sẽ giúp cho bạn. Đừng bước vào vội vàng cho kỳ kiêng ăn. Bạn có thể không cần kiêng ăn, mà bạn đọc lời Chúa nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn vì cớ sức khỏe của bạn. Hallelujah. Còn nếu bạn có đức tin, hãy nói chuyện với tôi. Tôi cho bạn lời khuyên và cùng bạn cầu nguyện để Chúa chữa lành cao huyết áp của bạn, Chúa chữa lành bệnh đau dạ dày của bạn, hoặc bất cứ một căn bệnh nào trong nội tạng của bạn. Đừng kiêng ăn một mình khi bạn có bệnh trong thân thể. Hallelujah. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài ngày hôm nay. Hãy giúp cho mỗi chúng con xưng tội của mình. Dù tội của chúng con có đỏ như hồng điều, thì Ngài cũng làm trắng như lông chiên. Dù tội của chúng con có đỏ như son, thì huyết của Ngài rửa sạch tội chúng con trắng như tuyết vậy. Để bắt đầu từ buổi tối ngày hôm nay và ngày mai, chúng con bước vào kỳ kiêng ăn. Ai đó nửa ngày, ai đó 1 ngày,
ai đó 2 ngày, 3 ngày. Chúa ơi, hội thánh của Chúa lập trên nền đá mà các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Chúa con ước ao hội thánh của Ngài nhìn thấy 140 con người thờ phượng Ngài. Chúa con nhìn thấy một vài năm nữa 400 người, 1.000 người Việt Nam đến thờ phượng Ngài, để không một kẻ nào nói rằng người Việt Nam không thể có hội thánh lớn được. Hãy giúp chúng con loại bỏ, xây dựng vương quốc riêng cho mình. Hãy giúp chúng con loại bỏ nói xấu người khác sau lưng. Hãy giúp chúng con loại bỏ không có tham vọng, không bịt mắt, im miệng trước điều sai trái. Chúng con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hãy ban phước cho mỗi chúng con ngày hôm nay bước vào kỳ kiêng ăn. Sự sức giàu của Chúa trên mỗi chúng con, sự sức giàu của Chúa trên các nhóm tế bào, để chúng con bước vào kỳ kiêng ăn này. Và khi bước ra, chúng con đầy dẫy quyền năng của Ngài. Đặt tay lên cái đau là lành bệnh. Nhân danh Chúa Giêsu đuổi quỷ, làm chứng cho người khác, và nhiều người chạy tới với Ngài. Xin Chúa cho tình yêu của Ngài ở trong chúng con, trong hội thánh của Chúa, hút người khác tới với Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa con giao phó chúng con trong tay của Chúa, và cho con hết lòng hiệp tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.